Chào các bác, trong lô hàng của hôm nay em giới thiệu các bác hai dòng bia tôn rất là phổ thông, 77AX và 38B. Bọn này thì đều sử dụng bát 32, tức là cái đường kính của loa bát là 32 cm. Nếu anh em nào mới chơi thì loa ấy, nếu mà loa bát hay là bất cứ loa chung vậy thôi, nhưng mà loa bát là người ta hay để ý nhất, để đấy là cái đường kính bát. Và thông thường cái đường kính bát to thì bát nó đánh nó sẽ lực hơn đấy, thường là như vậy, còn đương nhiên phụ thuộc vào chất loa. Thế đây là những cái dòng rất là phổ thông, em test rất là nhiều rồi, thì lô này về mấy đôi thì em lô nào thì về lô đấy. Em 38B này thì để cho các bác giá là 6.8 triệu nhé. Đấy. Còn em này để cho các bác là 7.5 triệu. Đấy. Hai cặp đĩa tôn. Bác nào lấy cặp nào thì alo cho em. Nếu mà bác nào mà thích cặp bát 40 thì đây, em này bát 40 11.8 triệu này, giá cái rất là tốt, 3 con 7x 11.800.000. Đây là những cái dòng loa Nhật sĩ. Đấy. Dòng bát 40 này thì nó nhiều loa hơn, nó sẽ có 4 loa một thùng, một bát 40. Đấy. Một tép kèn, hai loa chung. Có tinh chỉnh. Dòng này cũng có tinh chỉnh. Nhưng mà các bác để ý, những cái dòng đời sau thì người ta sẽ bỏ tinh chỉnh, cái tinh chỉnh ra nó không có tác dụng mà nó lại còn hay bị gây những cái lột sột lẹt xoẹt. Dần dần người ta bỏ. Đấy. Cặp này thì là gân zin này. Gân vải zin này, cặp này gân vải zin này, cặp này gân mút đã thay này. Đấy. Tình trạng như vậy, còn bên trong là nguyên zin hết. Những cái này thì nó gân mút là phải thay. Rồi anh em nào mà thích mấy dòng này thì điện cho em đây. Số đây 0983698857.